Chào anh em. Thì hôm nay tôi làm một cái buổi livestream này để chia sẻ cho anh em về cái chủ đề là kỹ sư cơ điện hiện trường. Thì nếu mà anh em nào tham gia vào cái livestream này thì comment là tôi nhá. Comment là tôi. Để chúng ta làm quen với nhau. Và cái livestream này bắt đầu và kết thúc trong vòng 30 phút. Đó. Thì anh em sẽ có 30 phút để chúng ta đặt cái câu hỏi về cái chủ đề kỹ sư cơ điện hiện trường. Kỹ sư cơ điện hiện trường. Ok, chúng ta sẽ khoảng 2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Anh em nào đang ở trong live stream này thì comment cái nghề anh em đang làm ấy. Anh em đang làm ở cái vị trí gì? Ví dụ là thi công, đấy, cơ điện hay là vị trí nào thì anh em có thể comment xuống. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ là kỹ sư cơ điện ở hiện trường. Rồi, khoảng 1 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu nha, anh em comment. Comment cái vị trí mà anh em đang làm xuống để chúng ta giao lưu với nhau. Và trong cái thời gian chờ đợi anh em comment thì giới thiệu với anh em, bên cạnh tôi đây là Tùng, thì đã cũng có nhiều năm kinh nghiệm nằm trong cái vị trí là kỹ sư cơ điện ở hiện trường. Thì Tùng có thể giới thiệu qua cho anh em biết về bản thân chút được không ạ? Xin chào tất cả anh em, tôi tên là Tùng, thì cũng có cơ duyên may mắn để quen với anh Lương, thì hôm nay có cơ hội được ở đây gặp anh em và trao đổi với anh em về cái nghề kỹ sư cơ điện. Thì tôi trong quá trình công tác cũng qua rất nhiều vị trí và cũng trải qua những dự án và có những nội dung công việc khác nhau. Thì cũng đã từng làm những dự án về điều hòa, về cấp thoát nước, về phòng cháy chữa cháy, và cũng có làm các dự án về điện. Thế nhưng mà mỗi một dự án thì ở một vị trí khác nhau, thế nên là những cái kinh nghiệm mình rút ra cũng sẽ khác nhau. Thì đầu tiên thì cũng khi mới ra trường thì cũng là một cái như cảm giác như một trang giấy trắng thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì nếu mà anh em nào cũng có cái sự ham học hỏi và không ngại khó ngại khổ thì anh em sẽ có rút được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, và có thể là nhanh, như là có thể nhiều người là mình cứ khi mình chỉ 3 năm thôi, nhưng cũng có thể có những người phải 5 năm mới đạt được những kinh nghiệm đấy. Thì đó là do cái sự nỗ lực hay sự cố gắng hay sự nhiệt tình của các anh em thôi. Ok, thì trong cái thời gian chờ đợi thì chương trình chỉ có 30 phút thôi. Thì nhân dịp anh Tùng đến đây thì chia sẻ cho chúng ta. Thì bạn có bất cứ cái câu hỏi gì với chủ đề cơ điện thì có thể comment xuống bên dưới á, đặc biệt là cơ điện hiện trường thì có thể comment xuống bên dưới. Trong thời gian mà chờ anh em đặt câu hỏi thì tôi không phải anh Tùng một chút nào. Rất là nhiều anh em, ví dụ như là học một cái chuyên ngành khác, ví dụ là học chuyên ngành về xây dựng dân dụng chẳng hạn, hoặc là chuyên ngành về cấp thoát nước chẳng hạn, hoặc là một cái chuyên ngành về bản đồ chẳng hạn, hoặc là chuyên ngành chất địa chẳng hạn, thì nghe nói về từ cơ điện thì họ vẫn còn hoang mang, họ chưa hiểu. Thì anh có thể giải thích là kỹ sư cơ điện thì cụ thể là làm cái việc gì được không anh? Vâng, xin rất cảm ơn câu hỏi của anh Lương. Thì không chỉ những người như những kỹ sư như về chuyên môn khác như anh Lương nói, mà thậm chí có rất nhiều những kỹ sư mà có thể là mới khi bước chân vào cái ngành kỹ sư cơ điện này cũng chưa hiểu là mình ra công trường mình sẽ phải làm những cái việc gì và nội dung công việc ở công trường nó gồm những cái gì. Thì tôi có thể nói sơ qua cho anh em hiểu được. Tức là kỹ sư cơ điện thì cái từ cơ, như là các hệ thống về cơ, có thể cái cơ có thể lấy trong từ cơ khí, cũng có thể là trong cái từ các cái động cơ. Thì mình chỉ hiểu nôm na là cái hệ thống về mình nắm được là cái hệ thống cơ sẽ gồm gì. Nó gồm cả hai cái hệ thống lớn nhất, đó là hệ thống HVAC và hệ thống về cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh đấy. Thì còn hệ thống về điện thì nó sẽ gồm những điện động lực, điện điều khiển và điện tín hiệu. Thì thêm một cái hạng mục nữa, đó là về hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thì ở hệ thống trong về cơ thì cái hệ thống HVAC, nghĩa là điều hòa thông gió, thì nó sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Còn về hệ thống điện thì các cái về phần điện động lực mà chiếm tương đối nhiều. Thì cái công việc của anh em ở dưới công trường ấy, thì nếu mà ở kỹ sư hiện trường thì thông thường sẽ ở những nhiều vị trí, ví dụ nếu là một nhà thầu thi công, anh em sẽ là kỹ sư giám sát trực tiếp công nhân, và có thể là từ các cái bản vẽ của chủ đầu tư cấp cho thì mình sẽ làm sao để triển khai cái bản vẽ đấy xuống cho anh em công nhân, để anh em công nhân có thể hiểu được cái bản vẽ đó thể hiện cái gì, để có thể thi công lắp đặt ở trên hiện trường.
Còn với những anh em mà làm cho bên gọi là tư vấn giám sát ở dưới công trường thì có thể là anh em sẽ liên quan đến các vấn đề là hồ sơ giấy tờ và cũng có kiểm tra lại cái việc mà bên đội thi công, nhà thầu thi công có làm đúng với lại yêu cầu của bản vẽ hay đúng với cái tiêu chuẩn đề ra ban đầu hay không. Đấy, còn có nếu anh em nào mà có thể làm một thời gian lâu có thêm kinh nghiệm thì có thể lên những vị trí gọi là quản lý MI, thì là bắt buộc anh em phải nắm bắt rất là kỹ và cũng phải rộng các cái hệ thống liên quan đến hệ thống cơ điện. Vâng, để thông qua đó thì tôi hiểu từ cơ điện thì nó cũng là rất là rộng đúng không ạ? À, với anh Tùng này thì cho tôi hỏi thêm là tôi biết là trước anh đã làm một công ty nước ngoài là công ty liên doanh hay là công ty về Nhật hay anh nhỉ? Vâng, ngày trước làm về công ty thi công cơ điện nhưng mà liên doanh, nghĩa là công ty này chuyên làm cho các dự án của Nhật và nó có những cái tiêu chuẩn cũng khác với lại các dự án Việt Nam. Thì anh có thể chia sẻ là cái quy trình làm việc ở cái hạng mục là cơ điện đối với cái công ty liên doanh như vậy thì nó khác gì với công ty Việt Nam không ạ? À, thì tôi cũng được va chạm qua với công ty đã làm ở công ty liên doanh như là nước ngoài và công ty làm với công ty Việt Nam chính thống, thì cái việc làm ở công ty nước ngoài thì cái quy trình nó sẽ có một vài điểm khác. Ví dụ tôi chỉ nói ví dụ là khi anh em làm về một cái hồ sơ, cái làm một kỹ sư cơ điện làm về cái hồ sơ gọi là đấu thầu ban đầu để mình có thể trúng được cái thầu đó, thì cái việc làm hồ sơ báo thầu thì cái quy trình nó không phức tạp như ở Việt Nam, nó rất là ngắn gọn nhưng mà nguyên nó cũng yêu cầu nó phải thể hiện đầy đủ các cái thể hiện những cái điểm chính ở trong cái gói thầu đó. Ví dụ như là ở làm nếu mà ai đó mà đã làm cái dự toán ở nước ngoài rồi thì nó sẽ không bị bó hẹp hay bị gò bó bởi các cái định mức dự toán theo những chương trình ở Việt Nam. Thì ở nước ngoài thì chỉ quan tâm nhiều đến vấn đề là thiết bị, đơn giá thiết bị vật tư và giá nhân công. Còn các chi phí khác thì nó sẽ tùy những dự án mà nó sẽ cân đối cái bên chủ đầu tư, nó sẽ cân đối, nó cho phép cái chi phí khác của bạn là bao nhiêu. Nhưng còn ở mới một dự toán của Việt Nam thì là nó sẽ có những định mức mà nhà nước quy định rồi, thì nhiều cái mình không thể thay đổi được, nó bắt buộc mình phải tuân theo. Thì cái và hai là cái thủ tục, các cái hạng mục thủ tục trong cái dự toán của Việt Nam nó sẽ phức tạp hơn, nhiều giấy tờ hơn. Còn đấy là về phần hồ sơ. Còn về phần thi công thì thi công ấy thì là cái đòi hỏi của những dự án nước ngoài ấy, thì là cái yêu cầu về yếu tố kỹ thuật bao giờ nó cũng rất là cao. Yếu tố kỹ thuật sau đó là đến mỹ quan. Còn họ, những người đầu tư nước ngoài ấy, thì họ sẽ ít quan tâm cái yếu tố, rất quan tâm đến kinh tế, nhưng kinh tế là không phải cái thứ yếu mà nó không phải chủ yếu mà là cái, chỉ là cái đứng thứ ba thôi. Đầu tiên họ sẽ yêu cầu về chất lượng, thứ hai là về mỹ quan và thứ ba là về kinh tế. Nhưng ở Việt Nam thì nó sẽ tùy theo chủ đầu tư ở Việt Nam, nhưng đa phần chủ đầu tư Việt Nam nó sẽ người ta sẽ quan tâm đến là cái này chạy được không và giá là bao nhiêu, chứ người ta cũng không để đề cao vấn yếu tố là chất lượng hay là mỹ quan nhiều như ở nước ngoài. Thì để làm được với người nước ngoài thì là bao giờ thế, người ta cũng luôn là người thật việc thật là bạn phải làm thật. Nhưng mà nếu nói hơi mang tính tiêu cực tí là nếu mà các dự án Việt Nam thì nhiều khi nó không như thế, nghĩa là cái đấy thì lại do cái kỹ năng mềm nhiều hơn là kỹ năng chuyên môn. Ok, tôi hiểu. Anh Tùng này thì ở cái bộ phận gọi là kỹ sư hiện trường về cơ điện ấy thì nó chia ra rất là nhiều mảng đúng không? Theo anh là anh em mới ra trường ấy thì cái mảng ví dụ như là mảng thi công cơ điện ở trên hiện trường thì theo anh là cái mảng đấy có mất nhiều thời gian để học được việc không, nếu mà một người mới ra trường vào cái vị trí đấy? Thực ra nếu mà để nói là một người mới ra trường mà để vào vị trí đấy để có thể nắm bắt công việc không ấy, thì nó lại có rất nhiều yếu tố như đầu chúng ta giới thiệu qua, đó là bản thân anh em có thực sự yêu thích cái ngành nghề mình đang làm hay không, và có muốn cái ý thích của mình là mình có muốn học hỏi thêm, có muốn được tiến nhanh hay không, thì nó là vào cái sự quyết tâm của anh em. Ví dụ như bản thân tôi thì
Kinh nghiệm tôi thấy thì tôi không phải là một người tiến nhanh trong cái ngành nghề của mình, nhưng cũng không phải là một người tiến chậm, nó ở mức gọi là trung trung bình. Thì đầu tiên tôi ra trường là được qua một qua công ty đấy là làm về nhân công, thì công ty cho ngồi trên văn phòng được 3 tháng để nghĩa là quen công việc, để quen bản vẽ các thứ. Sau đó tôi xuống công trường, thì một tháng xuống công trường đấy thì tôi khác với những anh em khác, khi anh em khác kỹ sư là chỉ kỹ sư là chỉ lấy bút thôi, nhưng là một tháng đấy tôi lại nửa ngày tôi làm như một người công nhân, và nửa ngày tôi quay trở lại vị trí kỹ sư mình, để mình sau buổi sáng mà mình làm như một người công nhân thì buổi chiều mình đúc kết được cái gì, và khi đó mình quan sát anh em công nhân người ta làm lâu năm rồi, người ta làm hơn mình được cái gì. Thì khi anh em trực tiếp các anh em bắt tay vào làm công việc như một người công nhân ấy, thì anh em mới hiểu được là lắp đặt cái này nó mất bao nhiêu thời gian, với một người mới thì nó mất bao nhiêu lâu, anh em so sánh với những người công nhân đã làm lâu năm rồi thì người ta làm bao nhiêu lâu. Và hai nữa là khi anh em mới làm ấy, thì đương nhiên là không thể nhiều kinh nghiệm, không có thể có nhiều những cái thủ thuật, hay là không tay có thể không khéo léo bằng anh em công nhân lâu năm. Thì cái đấy là cái mà mình phải tự nhìn, tự đánh giá từ bản thân mình với anh em công nhân làm để mình rút rút mình học. Thì sau một tháng làm công nhân, được công nhân được cái sư đấy, thì tôi được về văn phòng và trở thành là một kỹ sư chính thống. Thì chỉ trở thành kỹ sư chính thống trong vòng 3 tháng, nhưng tôi xuống hỗ trợ anh em quản lý dự án và làm về khối lượng, làm về báo cáo khối lượng hàng tháng, hàng tuần. Thì sau quãng thời gian đấy là tất cả là vào 7 tháng thì tôi được cân nhắc lên làm quản lý dự án, một cái dự án đầu tiên, và dự án là làm cái kho miễn thuế ở bài T2, thì làm về hệ thống điều hòa về cấp và cấp điện cho điều hòa. Thì cái dự án đấy thì tôi được cái may là may mắn của tôi cũng là tôi được tự tay thiết kế, tự tay làm báo giá đấu thầu, và khi trúng thầu thì tôi lại được trực tiếp xuống triển khai bản vẽ shop thi công và chỉ đạo anh em công nhân thi công. Thì qua một cái dự án mà tôi làm từ A đến Z thì tôi có thêm một cái kiến thức nhất định và hiểu rõ thêm được là để triển khai một dự án cơ điện thì một người kỹ sư cần phải làm gì. Thì tôi cũng phải nói qua cho anh em như vậy, nghĩa là mình muốn tiến nhanh thì đấy là mình giống như anh Lương anh có câu là giống như là hãy làm như một chiến binh, nghĩa là phải làm thật nhiều và cố gắng, là mình khi mình hiểu nó rồi, mình yêu thích nó rồi thì hãy hết mình vì nó, thì anh em sẽ hiểu ra được rất nhiều điều. Và tôi chỉ nói thêm một cái nữa là anh em kỹ sư ấy, mà khi xuống công trường ấy, anh em hơn người công nhân ở cái là gì, là anh em có một cái đó tổ chức hơn, và khi anh em có thể nói chuyện, có thể làm việc được với các kỹ sư của bên chủ đầu tư chẳng hạn, hay của bên thầu chính chẳng hạn, và từ những cái ý định của người ta và những cái công việc mình phải làm thì mình lại phải là người mà đưa ra được các biện pháp hay gọi là giải pháp thi công, thì mình hơn người công nhân ở chỗ đấy. Nhưng người công nhân có thể là người ta phạm một con ấy cu hơn, hay người ta thao tác nắp một cái support hơn mình, thế nhưng mà cái quy trình làm như nào, biện pháp thi công làm như nào thì người ta sẽ phải không thể nắm bằng mình được, thì mình hơn là người công nhân ở chỗ đấy. Còn nếu mà để nói là so với tay nghề thì chắc chắn khẳng định là rất nhiều kỹ sư không thể vào bằng công nhân được, bởi vì công nhân người ta làm gọi là chuyên môn hóa, người ta làm mãi một cái việc đấy người ta sẽ hơn mình, nhưng mình phải có đó tổng quan hơn, thì mình phải là người đưa ra các biện pháp thi công tốt thì công nhân người ta sẽ nghe. Nghĩa là biện pháp thi công tốt để làm sao, thứ nhất là dễ làm, dễ thao tác và tiến độ ngắn thôi, nghĩa là mình có thể làm trong thời gian ngắn thôi thì công nhân người ta sẽ rất là nghe mình. Rồi, ok, cảm ơn anh Tùng. Thì tôi tổng kết lại đó là gì, qua cuộc nói chuyện của anh Tùng ấy, hay là dưới kinh nghiệm của góc độ của tôi thôi, thì cũng thế thôi, tức là gì, chúng ta cố gắng là làm nhiều vị trí khác nhau, đúng không anh Tùng? Dạ. Ở trên công trường đó, và các bạn đừng nó ngại lan sản, chúng ta phải làm ở nhiều vị trí khác nhau ở trên công trường, và làm sao trong khoảng thời gian ngắn nhất, đúng không ạ, để chúng ta lắm bắt được toàn bộ, các tôi gọi hay tôi thường là lắm bắt được bức tranh tổng quan các cái công việc ở trên cái vị trí công trường đó đấy. Chứ còn nếu mà tôi thấy bây giờ rất là nhiều anh em kỹ sư đó là kiểu là thụ động anh Tùng ạ. Thụ động là gì, ra người ta bảo làm cái gì thì làm cái đó, khi ông còn bảo là tôi là kỹ sư tôi cần gì nó phải sắm tay và làm những cái việc đó, đúng không ạ? Đấy, hay nên nó có cái thực trạng là rất là nhiều anh em là nói thợ nhưng mà không nghe đấy, tại vì nhiều khi ông chưa giỏi bằng thợ, hoặc là ông
chưa hiểu biết ông thợ thì làm sao có thể nói được người ta được, ít nhất là bạn phải hỏi giỏi hơn người ta thì bạn nói, thì người ta mới nghe bạn đúng không ạ? Đúng. Ok, và tôi muốn hỏi thêm anh em nhé, anh em giúp tôi là share cái livestream này giúp tôi để có nhiều người tham gia hơn. Các bạn cứ đặt câu hỏi về phần cơ điện ở xuống dưới đây ạ. Trong cái thời gian mà anh em câu hỏi thì tôi tiếp tục hỏi anh Tùng ở đây. Thì anh Tùng này thì cái chuyên ngành mà để làm được cái môn cơ điện này thường ở trong các trường đại học là cái bộ môn gì này? Chuyên ngành trong cơ điện, chuyên ngành phải làm cơ điện trong các cái trường đại học là đúng rồi, là những ngành cụ thể thì nếu mà ngành mà mình đào tạo cơ điện chính thống mà tôi được biết, nếu mà đào tạo cụ thể thì có ngành HK trong trường đại học xây dựng là nó đào tạo cho anh em một cái kiến thức tổng quan nhất về hệ thống cơ điện. Còn song song đó là có các cái trường đại học khác mà nó cũng đào tạo về cơ điện, ví dụ như là ở bên Bách Khoa thì có cái khoa điện điện tử này, điện công nghiệp này, hay là khoa về nhiệt lạnh ở bên đại học Bách Khoa cũng đào tạo, nhưng mà họ sẽ đào tạo riêng, ví dụ là khoa điện lạnh thì họ đào tạo nhiệt lạnh để em có thể hiểu về các cái vấn đề về điều hòa, chính là cái thiết bị điều hòa đấy. Thì còn anh em ở bên ngành về điện ở bên Bách Khoa thì lại chuyên sâu cho anh em về điện điện tử thì có thể về điện điều khiển. Thế còn các cái trường khác cũng có cái ngành đấy, như là ngành trường công nghiệp cũng là đào tạo về điện, hay là một số trường khác cũng đào tạo về cấp thoát nước. Thì là nó những cái trường đấy thì thường họ sẽ cái ngành của họ sẽ chuyên sâu về một lĩnh vực, ví dụ như là cái trường về cấp thoát nước thì nếu mà đào tạo chuyên về cấp thoát nước điện thủy lợi ha, thì họ sẽ không chuyên sâu về vấn đề điều hòa hay một cái vấn đề thông gió khác. Thế còn lại có cái hệ thống liên quan đến phòng cháy chữa cháy thì lại hầu hết là có những người mà làm chuyên về phòng cháy chữa cháy mà có những cái chứng chỉ mà đạt gọi là yêu cầu về pháp lý thì lại xuất phát từ trong trường đại học hoặc viện phòng cháy chữa cháy. Thế nên là có cái ngành HK, ngành nó gọi là ngành hệ thống kỹ thuật cho công trình của trường đại học xây dựng, thì là đào tạo cho anh em là để nắm bắt được kiến thức cơ bản nhất và tổng quan nhất của hệ thống cơ điện. Và sau cái kiến thức đó, anh em muốn đi sâu vào chuyên môn nào thì anh em sẽ đi theo chuyên môn đó. Ví dụ kể như bạn bè tôi học cùng ngành tôi ra thì rất nhiều người đi làm cho bên hãng điều hòa Daikin chẳng hạn, hay là cho các bên hãng điều hòa LG chẳng hạn, thì họ lại đi chuyên sâu về việc tìm hiểu nguyên lý máy của các cái máy điều hòa để họ có những cái giải pháp mới hay chế tạo ra những cái cập nhật những cái phiên bản mới của cái máy thiết bị đó để nó đáp ứng được cái nhu cầu và cái tiện ích cho người dân. Thế còn những người khác thì có thể là lại đi vào làm cho các cái công ty mà chuyên về cấp thoát nước chẳng hạn, thì lại chuyên đi làm đường hệ thống cấp thoát nước hay xử lý nước. Đấy, còn một số anh em lại có thể đi chuyên về khí đốt và khí nén. Rất nhiều anh em là từ đấy anh em có kiến thức cơ bản và có thể đi sâu, thì đấy là do mỗi người thôi. Còn anh em mình những kiến thức trong trường không bao giờ là bỏ đi cả, nhưng anh em mình hãy có một cái suy nghĩ là khi ra trường hãy viết lại một trang giấy trắng, thì anh thấy anh em sẽ thu thập được nhiều kiến thức hơn. Ok, anh Tùng này hỏi một chút là ví dụ như anh vừa nói là có cái trường xây dựng đấy, thì là có cái ngành HK đấy thì là tổng hợp nhất đúng không ạ? Đúng. Còn nếu ví dụ như anh em mà ví dụ giả sử trường kiến trúc chẳng hạn, học cái ngành cấp thoát nước và chẳng hạn đúng không? Hoặc là học một cái chuyên ngành nào đó, một cái mảng nào đó thôi, thì ra trường đấy thì nó có bỡ ngỡ không, hay là những cái kiến thức thực tế mà yêu cầu đối với một kỹ sư hiện trường về mảng cơ điện đấy, thì họ cần nhiều kiến thức hơn so với ở trong trường đúng không? Đúng. Yêu cầu nhiều hơn đúng không anh? Đúng. Có nghĩa là khi mà các bạn học xong ấy, ra trường ấy, thì cái kiến thức mà trong trường dạy là giống như kiểu là người ta giới thiệu cho các bạn hiểu được là cái hệ thống này là hệ thống gì, và cũng đương nhiên là cũng rất là nhiều anh em trong quá trình học đấy là kiến thức anh em thu nhận được đó là do khả năng của mỗi người. Có nghĩa là trong trường người ta có thể dạy một và anh em có thể tìm hiểu thêm, anh em có thể hiểu 2-3, đấy là do khả năng của mỗi anh em. Nhưng nhìn chung mà mặt trung bình ấy, thì là anh em khi ra trường ấy sẽ hiểu được là ví dụ
hiểu được cơ bản là hệ thống điều hòa là gồm những cái gì, là cái gì, hoặc hệ thống điện là nguyên lý làm sao, dựa trên những cái gì, và hệ thống cấp thoát nước cũng vậy. Thế nhưng khi anh em đi ra trường, đi ra mà thi công rồi, anh em mới hiểu là ví dụ anh em biết đây là cái điều hòa, nhưng mà trong trường thì không có đủ thời gian để các thầy có thể dạy anh em là cái điều hòa này nắp như thế nào đấy, và thậm chí cái điều hòa anh em chỉ biết là điều hòa nối ống đồng với lại được giảm nóng giảm lạnh chẳng hạn là 10m, 5m hay 15m, nhưng mà anh em không thể hiểu, và khi nhiều khi anh em không tìm hiểu kỹ, em ra trường có thể là không để ý và không biết là với ống đồng là 15m thì lượng ga là dùng bao nhiêu, và cái ga trong cái thiết bị đấy đã cấp đủ chưa, hay còn nếu mà thiếu thì là phải tính toán bù ga như thế nào, thì đó là cái mà sau này đi ra công trường anh em mới có thể va chạm, có thể hiểu được. Và thậm chí khi ở trong trường thì các thầy chỉ dạy, chủ yếu là các thầy dạy cho anh em hiểu được nguyên lý cơ bản thôi, còn để mà phát triển xa nữa thì anh em phải đi chuyên sâu một thêm, và có thể là từ cái việc anh em đi ra công trường ấy, anh em phải luôn luôn có một cái tâm thái là luôn luôn muốn học hỏi, thì những cái người đi trước ấy, người ta cũng sẽ có những cái kinh nghiệm và người ta quý mình thì người ta mới có thể chia sẻ cho mình được. Còn tôi đã gặp rất nhiều anh em khóa sau tôi thôi ra trường lại có một cái quan điểm khác, rất là khác thôi, nghĩa là ra trường là kỹ sư thì là phải là kỹ sư, chứ không phải là, tất nhiên là không ai phủ nhận cái việc anh em là kỹ sư cả, nhưng anh em ra trường ấy, giữa kỹ sư mới và kỹ sư lâu năm nó sẽ khác nhau rất là nhiều, anh em nên là nên người ta mới có cái sự phân biệt giữa kinh nghiệm. Và hai là có những lúc mà tôi đến trường tôi tuyển anh em những năm khóa sau, thì khi ra trường anh em làm thì có những anh em không nhận, cũng như tôi trước đây, nghĩa là luôn luôn hạ mình xuống để đi học từ những người công nhân, nhưng có những anh em thì lại luôn luôn là cho mình là một kỹ sư là mình giỏi rồi, và ra phát biểu những câu tôi thấy rất là gọi là theo cái quan điểm là vẫn còn ngây thơ, nghĩa là cái gì em làm được, anh cứ sao việc đi. Nhưng thực sự mà nói là nếu mà ra cho các bạn lúc đấy thì thật sự nếu một người quản lý giỏi thì người ta không dám ra, thật sự luôn, bởi vì là các bạn chưa thể hiểu được cái yếu tố công việc đấy nó như thế nào, nó làm sao, và các bạn cũng chưa thể hiểu được cái quy trình nó làm nó như nào, thì đáng nhẽ ra các bạn nên có những cái cách trả lời khác để người ta có thể chỉ cho mình. Chứ còn nếu mà các bạn nói như thế gần như là người ta không muốn, như giống như một cái các bạn thể hiện như bạn một lần cái cốc đã đầy nước rồi thì không ai người ta muốn rót thêm nữa, nhưng khi cốc của các bạn mà vơi thì người ta lại muốn rót thêm vào đấy. Là ok, và tôi cũng xin nói thêm là chủ đề hôm nay là về kỹ sư cơ điện, nhưng mà đa số những anh em tham gia ở đây thì chắc là chủ yếu về xây dựng dân dụng đấy, nên tôi cũng phải hỏi những câu rất là ngô nghê để cho những anh em không học về chuyên ngành về cơ điện ấy, thì anh em cũng có thể hiểu được là cái một cái ông nói về kỹ sư hiện trường làm cơ điện là ông ấy làm những việc gì, đúng không anh Đục? Anh Đục, tôi hỏi tiếp này, thì ví dụ như ở trường ấy thì họ phân ra các cái chuyên ngành rất là riêng biệt rồi, nhưng mà đi ra ngoài làm ấy thì có được làm đúng vào cái chuyên ngành mà mình đang học không, tức là họ phân đúng cái chuyên ngành của mình làm học không, hay là mình phải biết thêm nhiều thứ khác nữa ở trong, tại vì bây giờ tôi anh nói là bản định có rất là nhiều thứ, ví dụ phòng cháy chữa cháy này, bảng điều hòa này, đúng không ạ, rất là nhiều bạn đấy, thì chúng ta phải năng động để học nhiều thứ đó, tức là họ sẽ giao cho chúng ta nhiều việc, hay là chúng ta được chuyên sâu vào một cái mảng nào đó ở trong trường tự học. Thực ra là cũng sẽ có những công ty là họ sẽ giao chuyên sâu cho mình một cái ngành, một cái lĩnh vực hay một cái hệ thống riêng. Thế nhưng mà cái bao giờ vậy là khi mà bạn thể hiện mà bạn đam mê một cái hệ thống nào hay một cái lĩnh vực riêng nào đó, và cái bạn thể hiện được cái sự vượt trội so với các cái lĩnh vực khác, thì đương nhiên người ta sẽ muốn bạn phát triển và giao bạn trong việc đấy. Ví dụ là nếu mà bạn học cái ngành HK ra mà bạn giỏi về điều hòa thì đương nhiên là các hệ thống về điều hòa người ta sẽ giao cho bạn. Nhưng nếu bạn học về HK ra mà bạn lại đi chuyên sâu về ngành cấp thoát nước thì người ta cũng có thể giao cho bạn cấp thoát nước. Vấn đề là khi như tôi đã nói là trong kiến thức trong trường ấy là đã cho các bạn một cái nhìn tổng quan và một cái cơ bản để bạn hiểu được hệ thống đó ra làm sao. Nhưng khi mà ra trường bạn muốn làm được nó thì bạn phải tìm hiểu chuyên sâu hơn thì bạn mới có thể đứng ra chịu trách nhiệm về cái hệ thống đó. Còn như nhiều anh em ấy, khi ra trường ấy, thì hơn là nhiều khi là hơn anh em công nhân là gì, những cái bản vẽ, những cái ghi chú ký hiệu ở trong bản vẽ của bên chủ tư gửi xuống ấy, anh em có thể đọc hiểu sơ qua được, chỉ đạo công nhân làm như vậy.
nhưng mà nhiều anh em là cũng không hiểu là tại sao nó làm như vậy. Vì nhiều anh em như ở bên các cái công ty mà liên doanh nước ngoài ấy, thì là cái việc để trước khi ra thi công ấy, thì họ chuẩn bị cái bản vẽ shop, bản vẽ thi, gọi là shop drawing, nghĩa là bản vẽ thi công rất là kỹ. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Việt Nam tôi thấy là cái việc chuẩn bị đấy là gần như là song song với cái việc thi công, thành ra là phải sửa đổi rất là nhiều lần. Ví dụ như tôi đã từng làm một dự án về phòng cháy chữa cháy ở các công ty linh kiện điện tử ở khu nghiệp Bắc Thăng Long, thì là trước khi bản vẽ ra công trường thi công thì đều phải hoàn thành trước 2 tuần để bên tổng thầu người ta ký duyệt mới được thi công. Thì để làm được việc đó thì là nó rất là anh cần anh em là phải có những kinh nghiệm thì có thể tạo ra được những bản vẽ thi công chuẩn được. Và thực ra cái dự án đấy của tôi bây giờ là rất vừa rồi tôi cũng vô tình thôi, là tôi thấy anh em trong hệ trong cái hội thi công về phòng cháy chữa cháy là có chụp ảnh là đăng lên. Tôi có hỏi là đồng chí nào đăng cái ảnh dự án tôi đã làm này thì mọi người cũng nhận, nhưng mà thực ra cũng có người chê nhưng cũng có người khen. Thì thực ra nói là cái dự án đấy là cũng là một dự án tương đối thành công của tôi, bởi vì là nếu anh em nào đã làm về cơ điện thì sẽ hiểu là khi mà một bản vẽ cho anh em ở dưới công trường thi công ấy, mà chỉ việc mang vào cho nghĩa là chế tạo trước ở xưởng mà chỉ việc mang vào lắp đặt mà nó ăn khớp được với nhau thì đó cũng là một cái thì rất là thành công với những người kỹ sư cơ điện. Và cái dự án đấy tôi cũng thực sự phải nói là mình mới thấy được là cái tuổi trẻ là cái sự nỗ lực phấn đấu vươn lên như thế nào thì mới có thể thành công được. Và cũng rất qua dự án đấy rất nhiều người biết đến tôi, nhưng mà không phải do tôi giỏi hay là do kinh nghiệm tôi nhiều đâu, mà thực ra là do có sự hỗ trợ của các anh rất nhiều kinh nghiệm và từ thầu chính. Nhưng mà để được như vậy thì là do gì, do bản thân bạn phải làm cho người khác thấy bạn ham học hỏi, thấy bạn nỗ lực thì người ta mới có thể giúp đỡ bạn và chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá của người ta được. Và qua dự án ấy thực sự mà tôi nói là tôi trưởng thành vượt bậc trong cái ngành nghề của tôi, và tôi có thể tự tin khi tôi thi công bất kỳ một hệ thống nào tương tự, mà tôi khẳng định rằng là sẽ hoàn thành tốt và tốt hơn nữa với cái dự án đấy. Ok, thì thông qua câu chuyện vừa rồi tôi cũng hiểu là từ cái khâu shop drawing rất là quan trọng để cho người thợ họ có thể làm được, đúng không anh? Đúng. Đấy, nhưng mà rất là bây giờ thực trạng là ông mang bản vẽ ra nhưng mà phải sửa hoặc là nó không ăn khớp hoặc là người ta không làm được, đúng không? Đúng. Lên anh vừa rồi anh có nói là nên chúng ta làm ra một bản shop drawing mà thợ mà nó cứ thế nó làm rồi mà ok, nó không có phải sửa chiếc thì nó là một thành công rất lớn, đúng không anh? Đúng. Rồi ok, và tôi cũng xin hỏi anh em là 60 mấy anh em ở đây thì anh em học hiện hoặc là hiện là đang làm một cái cương vị gì thì anh em có thể comment xuống dưới giúp tôi được không ạ, để tôi xem là cái buổi nói chuyện này để phù hợp với những cái đối tượng như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ nhiều anh em cơ điện ở trong này thì chúng ta sẽ chia sẻ chuyên sâu về chủ đề cơ điện của anh Tùng, hoặc là nếu anh em là làm những chuyên ngành khác, ngành xây dựng nhưng mà chưa hiểu lắm về cơ điện thì chúng tôi sẽ chia sẻ những cái khái niệm cơ bản dần dần để cho anh em hiểu sâu hơn về cơ điện. Anh em thì comment giúp tôi là anh em đang học chuyên ngành hoặc là đang làm chuyên ngành gì xuống bên dưới không ạ? Đấy, có bạn nào thiết kế shop cơ điện đúng không? Ok. Rồi anh em có thể comment giúp tôi ạ, bạn làm đang làm ở cái vị trí nào ạ? Để tôi xem là cái người nghe của chúng ta hôm nay là như thế nào. Đó, nếu mà các bạn chủ yếu là về làm về cơ điện thì tôi sẽ mời anh Tùng anh chia sẻ chuyên sâu hơn thì các bạn sẽ nghe được nhiều thứ kiến thức nó giá trị hơn. Ok, các bạn có thể comment xuống ạ, comment xuống cái chuyên ngành mà bạn đang làm hiện tại ạ. Để tôi biết là cái đối tượng nghe trong cái live stream này là những ai. Ok, các bạn có thể comment xuống ạ, comment cái vị trí mà bạn đang làm trong ngành xây dựng xuống ạ. Kỹ sư thiết kế đúng không ạ? Ok, tí nữa chúng ta sẽ đến cái câu trả lời câu hỏi cầu đường. Đó. Còn mấy anh em khác anh em comment giúp tớ được không ạ? Tự động hóa. Rất muốn cơ điện nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Rồi, các bạn có thể comment không ạ? Các bạn có thể comment cho tôi xuống là cái chuyên ngành hiện tại bạn đang làm trong ngành xây dựng là gì, để tôi có thể chia sẻ nó phù hợp vào trong cái live stream này.
Ok, thì trong cái thời gian chờ đợi anh em cứ tiếp tục comment nhá. Thì trong thời gian chờ đợi thì tôi hỏi anh em từng một chút này. Ví dụ như anh em mà mới ra trường chẳng hạn, là một cái vị trí là cơ điện, thì tôi thấy là cái khâu đầu tiên là thường, ví dụ như anh vừa rồi em bảo mới ra trường là người ta cho làm văn phòng, và cái khâu là khâu đọc bản vẽ đúng không anh? Thì tôi hỏi là liệu cái kiến thức ở trong trường ấy là có đủ để giúp anh em mà đọc được một cái bộ bản vẽ cơ điện thực tế không, hay là ra đấy anh em lại phải học lại từ đầu? Thực ra là để có nghĩa là từ kiến thức trong trường ấy, mà anh em nào mà trong trường là học thuật và nắm bắt được kiến thức ấy, thì để đọc một bản vẽ cơ điện thì nó thực sự mà nói là không khó, nhưng đương nhiên là trong quá trình đọc anh em mình vẫn phải hiểu, tìm hiểu thêm, bởi vì ở trong nhà trường ấy là các thầy thường sẽ làm sao để, vì là cái thời lượng dạy không có cho phép là dài, thì các thầy chỉ dạy là những cái cơ bản nhất. Thế nhưng trong khi anh em đi làm thì có những cái hệ thống, có thể là những hệ thống mà nó gần sát với kiến thức anh em học thì anh em có thể đọc rất là dễ, nhưng có những dự có những cái hệ thống mà nó có cái nguyên lý nó phức tạp hơn thì chắc chắn là anh em phải tìm hiểu thêm và có phải hỏi thêm những người đã từng trải qua, đã từng va chạm với những cái hệ thống đấy, thì người ta giải thích thêm thì anh em mới có thể hiểu được. Còn nhờ trong trường thì có những trước đây tôi thấy trong trường là học là có những cái thiết bị là khi ra trường mà mình va nó là đầu tiên, nên là lúc đấy mình mới biết nó là, mình hỏi, mình tìm hiểu, mình mới biết nó là cái gì. Vâng, cảm ơn anh. Ok, thì có một số anh em comment. Nếu các bạn tương tác với tôi thì chúng tôi sẽ giúp anh em được nhiều hơn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần trả lời câu hỏi, thì các bạn có thể comment xuống bên dưới cái câu hỏi về phần cơ điện này nhá. Thì câu hỏi đầu tiên là có một bạn hỏi đó là cái phần soft drawing ấy, thì theo anh, kinh nghiệm của anh làm rồi thì làm sao để triển khai soft drawing mà nó ít sai sót và nó cổ động thợ, nó dễ thi công nhất ạ? Thì anh có kinh nghiệm gì không? Thực ra cái soft drawing đấy giống như tôi nói với các bạn ấy, như là cái các bạn khi ra trường các bạn phải làm sao các bạn hiểu cái việc đấy làm. Tất nhiên không cần các bạn phải giỏi về cái thao tác như người công nhân, nhưng các bạn phải hiểu là cái hệ thống hay cái thiết bị này lắp đặt như thế nào, thì khi các bạn hiểu thì các bạn mới có thể vẽ và thể hiện trên bản vẽ soft drawing chuẩn được. Hai nữa là để mà không và nghe không có sự sai sót ở trên công trường để tuyệt đối thì chắc chắn là cũng sẽ không có gì tuyệt đối cả, nhưng mà cái phần trăm mà chính xác thì tầm 80-90% thì tôi cam đoan các bạn là có thể được, nhưng đấy là với cái sự nhưng với những người phải có một chút kinh nghiệm về thi công rồi, thì khi đó họ ngồi vào bản vào cái phòng vẽ, họ vẽ và họ vấn đề là cái lại giống như tôi nói là trong cái hệ thống cơ điện nó sẽ có rất nhiều hệ thống, ví dụ hệ thống điều hòa thông gió này, hệ thống cấp thoát nước này, hệ thống phòng cháy chữa cháy này, hệ thống điện này, thì làm thế nào để vẽ chính xác được từng hệ thống thì bắt buộc là gì, phải có một người mà dạo đấy sẽ có một cái người là người mà có một cái số năm kinh nghiệm tốt nhất đấy, người ta ở vị trí gọi là kỹ sư cơ điện trưởng, nghĩa là gì, người ta cũng hiểu hết hệ thống và người ta cầm vai gọi là kết hợp các hệ thống đó để xem nó có bị va chạm vào nhau hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau mà nghĩa là mỗi một hệ thống mình là phải tự kết hợp với lại bên kiến trúc kết cấu để làm sao nó không bị va chạm với việc các cái tường hay là dầm hay là cột của hệ thống kết cấu và kiến trúc. Sau đó thì hệ thống mình khi mà không va chạm với lại bên lại các cái phần việc của xây dựng rồi thì bắt đầu các hệ thống cơ điện cầm vai với nhau. Cầm vai thì họ sẽ có những cái ưu tiên. Ví dụ như là các anh em hiểu là nếu anh em nào làm về nước thì sẽ hiểu là nước thì cái phần thoát nước tự nhiên ấy, nó sẽ được ưu tiên đầu tiên, bởi vì cái thoát nước tự nhiên là nó dựa trên nền độ cao, nó phải có độ dốc thì nó mới thoát được. Còn nếu không có độ dốc thì chắc là nó cũng sẽ không thoát được. Anh em cái đấy quá là hiểu rồi. Thì cái đó nó sẽ phải được ưu tiên đầu tiên. Vì là nếu mà nó anh em hiểu xem, nếu mà một cái đường ống thoát thoát đang đi gặp một hệ thống khác nó lại phải tránh chẳng hạn, nó phải phi ngược lên thì tự nhiên nó sẽ bị đọng nước ở cái vị trí mà nó dùng phút ngược lên, thì đó không được cho phép, thì bắt buộc là ưu tiên là phải ưu tiên số 1 là thoát tự nhiên. Có thể kể thoát nước trong hệ thống sinh hoạt, hay là thoát nước ngưng, hay thoát nước cho hệ thống sản xuất ở nhà máy chẳng hạn, thì là đấy, đó là những cái hệ thống thoát tự nhiên là mình phải được ưu tiên. Sau hệ thống thoát
tự nhiên ấy, thì là nó sẽ ưu tiên đến các cái hệ thống có kích thước to. Ví dụ ống gió thì là ống gió là kích thước, ví dụ ống gió kích thước 800 x 1000 chẳng hạn, hay là 1400 x 800 chẳng hạn, thì nó phải được ưu tiên là gì, với những cái đường ống nước mà bằng ví dụ như là ống cứu hỏa là dùng áp lực này, nhưng đường ống cấp nước mà dùng mà chạm bơm này thì phải tránh. Bởi sao? Nếu mà các bạn thử nghĩ mà xem, nếu mà một cái ống gió nó làm một cái cuốc hay một cái chất để nó tránh một cái ống cấp nước khoảng khi 50 thôi thì nhìn nó rất là buồn cười. Và hai nữa là cái chi phí để lắp một cái đoạn ống gió mà tránh ống gió rét lên để tránh một cái ống nước nó có 50 thôi thì nó sẽ phát sinh chi phí rất là cao, cao hơn nhiều so với lại các bạn dùng 2 phút để 2 phút ống thép 50 hoặc 2 phút nhựa 50 để tránh cái ống gió. Thì đó là cái mà mình phải hiểu là ưu tiên đến cái đầu tiên là chảy tự do, hệ thống thoát tự do, thứ hai là đến cái hệ thống có kích thước lớn, và các cái hệ thống còn lại thì họ sẽ ưu tiên là tùy theo yêu cầu. Ví dụ hoặc là ví dụ thang máy cáp thì với những loại hệ thống điện nào thì được ưu tiên, hệ thống điện nào thì không được ưu tiên, thì cái đấy thì nó sẽ tùy vào từng công trình cụ thể. Và khi các bạn làm ấy, thì là bên chủ đầu tư người ta sẽ cấp cho các bạn những cái yêu cầu đó, và dựa trên cái yêu cầu đó thì các bạn làm. Nhưng mà sau đó là cái người kỹ sư trưởng ấy, thì người ta sẽ là người mà tổng hợp lại, người ta sẽ phân ở vị trí nào. Nhưng các bạn phải, khi các bạn đọc tài liệu các bạn phải nắm được là cái hệ thống của mình được ưu tiên thứ mấy. Ví dụ là hệ thống bạn là ống gió, kể cả là ống gió có thể nhỏ một chút, ví dụ ống gió là 400, 600, 300 chẳng hạn. Thế nhưng mà vì gì đó là các bạn cái ông làm đường ống nước ấy, ông làm trước các bạn chẳng hạn, ông đánh ông tránh nhưng ông không muốn tốn cút, ông đi thẳng đấy. Mà ống nước cấp ấy thì các bạn có quyền được yêu cầu, nếu mà hai nhà thầu khác nhau nhé, nếu bạn là nhà thầu thi công về điều hòa, còn bên kia là nhà thầu thi công về đường ống nước, thì khi bạn hiểu được cái vấn đề đấy thì bạn có quyền yêu cầu với chủ đầu tư hoặc là bên cái cán bộ và tư vấn giám sát của bên chủ đầu tư là yêu cầu bên làm cấp thoát nước phải sửa cái đoạn ống đấy, mà bạn không cần view. Vì sao? Vì là theo bản vẽ là chỗ đấy là bạn được ưu tiên, bạn đi thẳng thì bạn đặt hàng là ống gió đi thẳng. Thế nhưng bây giờ mà đội đào nước nó lại chiếm vị trí đấy rồi, thì bắt buộc tự nhiên là bạn lại phát sinh thêm lại phải đặt thêm cái check để tránh vị trí đấy. Thì tự nhiên là thứ nhất là có thể làm chậm tiến độ cho bạn, thứ hai là tốn thêm chi phí về vật tư cho các bạn. Thì chính vì thế là mình cũng phải hiểu được cái vấn đề đấy, để mình trong quá trình mình thứ nhất là khi mình làm vẽ bản shop này, mình vẽ xong ok, và đến liên tới đến việc thi công trên công trường mình cũng phải hiểu để mình làm sao mình không bị thiệt thòi. Ok, bây giờ theo đó là chào hai anh em đang học 5-4 ngành kỹ thuật điện, em muốn đi bên cơ điện thì hướng tiếp theo của em lên là làm những gì? Thì để trả lời câu này thì là nếu mà bạn đang học ngành kỹ thuật điện thì tôi khuyên là nếu mà bạn học kỹ thuật điện thì ra trường thì bạn nên theo về cái mảng điện trong cơ điện đấy. Nghĩa là điện công trình thì có thể điện động lực, điện động lực thì gồm gì, là điện ổ cắm này, điện chiếu sáng này, các cái tủ điện, trạm điện này đấy, thì bạn nên theo cái ngành điện. Còn tương nhiên là không nếu mà bạn khi mà bạn làm như thế, nghĩa là tôi nhớ câu là một nghề cho chín, nghĩa là chín ở đây là gì, nghĩa là bạn thực sự am hiểu hết về nó và gọi bạn tường minh tất cả về nó, thì bạn bắt đầu bạn có thể chuyển sang một ngành khác, nghĩa là bạn tìm hiểu thêm một ngành khác để bạn làm. Bởi vì là khi mà bạn muốn, nghĩa là nếu mà bạn chỉ làm về, bạn muốn phát triển của mình lên thì không chỉ ở dừng lại ở mức kỹ sư về điện, mà bạn muốn là một kỹ sư cơ điện tổng thể, và có thể là lên một kỹ sư trưởng hay là một chỉ huy trưởng hay một quản lý dự án về cơ điện, thì bắt buộc là các hệ thống khác bạn cũng phải học, phải hiểu, để có thể là mình khi mình hiểu thì hiểu cái những cái cơ bản ấy, thì là mình có thể là biết được là anh em đã làm đúng chưa, hay là đương nhiên là để mà nói về lúc nếu bạn học về điện thì không hiểu là bạn đang học về
vấn đề điện, điện động lực, hay là học thêm cả về phần điện tự động hóa như là điều khiển thì mình không rõ, nhưng mà nếu mà bạn học chỉ về điện lực thì mấy ngày điện động lực ấy, thì là bạn sẽ làm về những cái, nên đi sâu về những về vấn đề làm về thiết kế về điện, hoặc phải có thể làm trong những cái phòng ban kế hoạch điện chẳng hạn, thì làm trong các trạm điện chẳng hạn, thì nghĩa là thiết kế hay là tạo ra, nghĩa là thiết kế hay là tạo ra những bản vẽ hay là những cái thi công những cái trạm điện từ trạm trung thế ở trạm hạ thế, hay là về các cái tủ điện, các cái tòa nhà ví dụ như. Ok, câu tiếp theo là muốn anh chia sẻ về cách lựa chọn bơm tĩnh áp dụng bơm tĩnh áp tính áp đường ống cấp nước. Này chưa rõ ràng đúng không anh? Cái này là nghĩa là muốn là chắc có thể hiểu nôm na, các bạn là bạn đang muốn hỏi về cách tính áp lực đường ống cấp nước để chọn bơm, chắc là vậy. Thì cách tính không hiểu có phải không, nhưng tôi cũng xin trả lời ngắn gọn thôi. Nghĩa là để tính được áp đường ống nước thì nếu mà không hiểu bạn có học về chuyên ngành điện à, về ngành nước không? Nếu học về chuyên ngành nước thì mình cũng hiểu nôm na là gì. Nghĩa là nước của bạn ấy là tổn thất áp tính được tổn thất áp, và cái bơm là gì? Bơm là giúp cho mình nghĩa là bù, nghĩa là triệt tiêu cái tổn thất ấy đi, để tổn thất áp lực đấy đi, để có thể là mạng nghĩa là tạo ra cái áp suất ở đầu thiết bị phù hợp với yêu cầu thiết bị để mình có thể sử dụng. Ví dụ như là cái vòi sen nó phải có áp lực thì nó mới có thể tạo ra những cái tia nước để các bạn sử dụng. Thì cái tính thì nó sẽ trong, nếu mà bạn học về nước rồi thì nó sẽ có những cái bài, có những bảng tính cho bạn, ví dụ là độ ma sát ở đường ống thẳng là bao nhiêu, qua một cái cút là bao nhiêu, qua thiết bị vòi sen là bao nhiêu, qua thiết bị vòi chậu rửa là bao nhiêu. Thì cái đấy thì bao giờ thế là sẽ tính, người ta sẽ tính cho thiết bị bất lợi nhất. Bất lợi nhất là gì? Thiết bị mà xa vị trí trục chính nhất. Trục chính là sẽ bao giờ kết nối với bơm, hoặc là có thể từ cái tét nước trên mái. Thì vị trí mà thiết bị xa nhất thì nó sẽ là bất lợi nhất, bởi vì xa nhất là cao nhất. Đấy, thì nó sẽ bất lợi vì anh em hiểu là xa nhất thì cái đường đi xa hơn thì cái hệ số ma sát sẽ lớn, và ví dụ cao nhất mà mình bơm từ tầng 1 lên thì nó sẽ phải bơm lên một cái chiều cao nhất định thì cái tổn thất cũng sẽ lớn hơn, tổn thất theo phương đứng nó sẽ lớn hơn. Ok, thì chủ đề hôm nay chúng ta là về kỹ sư cơ điện hiện trường. Đấy, vừa rồi là cũng hơi liên quan một chút về thiết kế đúng không? Ok ạ. Thì còn một vài phút nữa thì anh em có cái câu hỏi gì thì comment xuống bên dưới nhá. Chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi. Ok. Còn một vài phút. Vài phút anh em có câu hỏi gì thì comment xuống bên dưới. Vâng, tôi trong thời gian chờ đợi thì tôi cũng hỏi anh Tùng luôn. Tức là trong cái khâu mà kỹ sư cơ điện hiện trường ấy, theo anh là cái mảng nào mà anh em thấy khó khăn nhất khi mà làm ở cái vị trí đó? Nếu mà kỹ sư cơ điện hiện trường thì nếu mà làm về, nếu nói về hệ thống thì cảm thấy khó khăn mà hay gọi là hay gặp cái lỗi nhất ở cái khâu đó thì theo anh là những khâu nào? Kỹ sư hiện trường mà hay khó nhất là cái khâu khó nhất thì thường sẽ là cái khâu triển khai bản vẽ shop. Shop đúng không? Đúng, shop bởi vì là nó, nếu anh em mới ra trường thì sự mà nói là cái bản vẽ shop của các bạn thì không biết là có thể thi công hay không. Tại vì tôi đã từng có làm việc với một anh, ông học về điện nhưng sau ông ấy chuyển sang làm bản vẽ shop về cơ, thì đúng là xuống tôi phải chỉ mất hơn một tháng mà bản vẽ của ông vẫn chưa được thậm chí chấp nhận để có thể thi công được. Thì không hiểu nếu như mới một người kỹ sư mới mà ra trường mà không chưa thể, nếu mà không trực tiếp làm với công trường, không va chạm với các việc cụ thể với anh em công nhân thì không hiểu là có thể vẽ được trong bao lâu thì có thể thi công được. Nhưng mà tôi nghĩ chắc nếu anh em nào chịu khó thì trong khoảng tầm 2-3 tháng có thể vẽ được. Nhưng mà vẽ được những cái dễ hơn, những cái mà khó thì chắc là khó hơn. Còn kỹ sư hiện trường hơn đấy, tôi nói vẫn nhắc lại thêm một tí là hơn người công nhân ấy là gì, mình triển khai được bản vẽ shop. Khi triển khai được bản vẽ shop thì anh em sẽ hiểu được là khi mình triển khai xong bản vẽ shop thì nó, anh em sẽ hiểu được là cái cách thi công của nó như nào,
Thì như tôi ở như Việt Nam thì tôi thấy cái việc mà lập biện pháp thi công nó không được chú trọng mấy. Nhưng khi tôi làm ở liên doanh nước ngoài ấy, thì với mỗi công trình mà của người ta thì là đầu tiên ấy, người ta yêu cầu yếu tố là an toàn là trên hết. Bao giờ các bạn cũng thấy ở công trình Việt Nam cũng có thể ghi ở ngoài cổng công trường như vậy, nhưng mà thực tế bên trong lại không. Nhưng ở công trình nước ngoài bắt buộc là nó phải tuân thủ. Ví dụ người ta có thể nhìn thấy bạn đang thi công mà không an toàn mà lại không có người giám sát ở dưới thì chắc chắn người ta sẽ đình chỉ, người ta chụp ảnh, người ta có thể phạt sếp của bạn hoặc là có thể đình chỉ cái việc nào của bạn. Thì cái đấy là người kỹ sư là phải là người nắm bắt được nghĩa là gì, làm cái đấy an toàn hay không. Thì muốn biết được làm an toàn hay không thì bạn phải có một cái biện pháp. Thì như tôi làm đấy thì cái dự án mà tôi làm thì thậm chí tôi không biết là tôi phải làm tầm chục cái biện pháp này, là hơn chục cái gì đó. Nghĩa là làm thứ nhất là về biện pháp lên ống này, xong rồi biện pháp hàn ống để che chắn ra làm sao này. Xong rồi biện pháp mà mang vật liệu cẩu ống thép lên hay là cẩu thiết bị lên xuống. Như là mỗi một lần thi công là tôi cái những cái vấn đề mà nguyên nguy hiểm cao, ví dụ như là bạn cẩu thì có thể là đứt cáp này, có thể là rơi các cái vật thể cẩu xuống người này, hoặc là có thể cái tay cẩu tay cái cần cẩu nó quay, có thể là va đập vào những cái công trình bên lân cận này. Thì đó là cái mà những cái nguy hại đấy thì bắt buộc là mình phải trình được cái biện pháp an toàn thì người ta mới cho mình thi công. Thì khi bạn hiểu, bạn vẽ được, bạn vẽ shop hay là bạn thi công rồi và bạn lại nắm được cái biện pháp thi công nữa, thì tôi khẳng định là ở dưới công trường gần như bạn có thể xử lý các việc rất là êm xuôi. Còn đương nhiên ở dưới công trường ấy thì có kỹ sư có một phần việc nữa là những cái việc mà xử lý về hồ sơ giấy tờ. Thì thực ra cái việc đấy thì nó không khó, chỉ là đòi hỏi các bạn là tính cẩn thận, chịu khó tỉ mỉ một chút. Tôi làm có cũng làm cho nó họ yêu cầu như này, nghĩa là tôi lắp kết nối ống bằng cái coupling. Chắc là nhiều anh em sẽ không hiểu cái coupling là gì. Đấy, nhưng cái coupling là nó cũng chỉ là một cái thiết bị kết nối hai đường ống, mà ở hai đầu ống ấy nó sẽ có cái máy tạo rãnh, thì khi để nó kết nối vào thay cho cái việc hàn bích thôi, bởi vì nó không cho hàn thì bắt buộc mình phải gia công trước ở xưởng và mình mang đi vào công trường để kết nối. Thì mỗi một cái cung linh ý, thì nó có hai bộ EQ. Thế thì mà trong một dự án tôi làm nó khoảng tầm 2.000 cái, là mà bên thầu chính, bên chủ đầu tư họ yêu cầu tôi phải chụp ảnh báo cáo từng cái con EQ đã được siết với cái mức độ nực là bao nhiêu. Thì chắc các bạn hiểu là cái hồ sơ nó sẽ kỹ càng đến như nào. Thế thì cái việc làm hồ sơ cũng là một cái việc mà cũng quan trọng, là thực ra nó cũng khó, nhưng mà mình khi mình làm cái hồ sơ đấy thì mình cũng sẽ là hoàn thiện được cái vai trò của người kỹ sư ở cái công trường. Ok anh Tùng, người tôi hỏi anh một chút là ở cái khâu shop drawing thì không biết là anh em hay sai ở cái chỗ nào đấy, thứ nhất. Thứ hai là trong trường hay là ở khi mà bọn anh đi ra được với anh em ở trên ấy, tức là anh em kinh nghiệm lâu năm rồi họ chỉ bảo ấy, thì họ có một cái quy định, quy chuẩn hay cái gọi là những cái quy định bắt buộc phải tuân thủ khi mà làm shop drawing không? Ví dụ như là shop để ra đề tay thép chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái quy định để anh em có thể tuân thủ, có thể tham khảo được. Thì cái cơ điện này tôi không hiểu, thì anh giải thích cho anh em. Nhưng mà cơ điện ấy thì sau này anh em đi làm nhiều, anh em cũng sẽ hiểu là nó sẽ có những cái nó có cái chuẩn là không, gần như là bất di bất dịch. Ví dụ như tôi nói nãy là cái việc mà combine các hệ thống với nhau, kết hợp các hệ thống với nhau ấy, thì nó phải có tuân thủ cái sự ưu tiên. Những cái đấy là cái thứ nhất. Đi hay là cái đấy là về trong cái bất kể gần như là trên thế giới rồi, đó là cái quy định trên thế giới rồi. Đấy, những cái hệ thống nào ưu tiên thì là nó những cái hệ thống mà ví dụ điện này, điện nhẹ hay điện nặng hay cái về sau ấy thì nó không rõ ràng. Nhưng những cái mà như tôi kể trên là ví dụ là ưu tiên về cái việc thoát tự nhiên hay bất kể một cái gì mà nó dựa trên cái sự tự nhiên, ví dụ là chênh lệch về độ cao này hay là về cái thông gió tự nhiên chẳng hạn, thì những cái tự nhiên ấy thì nó luôn sẽ được ưu tiên, bởi vì là nó không có sự tác động con người mà nó phải có yếu tố của về điều kiện tại đó thì nó mới có thể hoạt động được, thì bắt buộc những cái đấy phải ưu tiên. Còn những cái mà có tác động con người, ví dụ như là cái đường ống cấp nước là mọi người là phải có nắp bơm để tạo áp lực, thì
Chính vì đó mà các bạn phải chọn cái bơm làm sao để nó thắng được cái áp lực của nó, để có thể đảm bảo được cái yêu cầu. Thì đó là cái về tuân thủ về những cái ưu tiên trong các hệ thống cơ điện. Cái thứ hai là ví dụ, tôi chỉ lấy ví dụ là cái đường ống thép chẳng hạn, thì ống thép nó sẽ có khổ là 6 mét, ví dụ thế. Nhưng mà có những bình thường là nếu mà nhiều người là sẽ mang ví dụ cứ 6 mét 6 mét 1 được, người ta hàn nối cả một mạch vào. Nhưng có những chỗ họ sẽ yêu cầu là mình phải hàn đích. Hoặc là ví dụ anh em mà thấy ông chính nhá, ví dụ ông chính là 6 mét mà anh em không để ý, không quan tâm đến cái việc đó, giờ anh em cứ vẽ thành, khi vẽ thành cái shop anh em cứ vẽ một cái ống liền khoảng 20 mét đi, xong rồi anh em chia các ống nhánh, thì anh em không quan tâm đến việc 6 mét đấy, thì đương nhiên là đến khi là cái ống nhánh của anh em lại cắm đúng vào vị trí nối giữa hai ống thì đấy là không thể được đấy. Còn là về ví dụ về cái ống nước, ống nhựa chẳng hạn, thì nó cũng có những cái quy định là ví dụ là ống nhựa chuẩn của nó chế tạo, các nhà sản xuất hay chế tạo nó chỉ 4 mét thôi, hay là ví dụ là cái thang máng cáp khổ nó một chiều dài nó chỉ là 3 mét chẳng hạn, thì là mình phải nhớ những cái về đấy để gì, để những cái vị trí, thứ nhất là cái vị trí sẽ nhánh này, hay vị trí mình lắp đặt thêm các thiết bị khác ấy, thì nó phải tránh những vị trí ra. Hay là ví dụ ống gió khổ, ống gió thì là nếu tôi vẫn làm, mà tôi nhớ không nhầm bây giờ là trước đây là nó là khổ tôn nhập về bao giờ 1m2, thì luôn nó làm tạo ống gió là 1120, nghĩa là 1m120cm ấy. Thì là cái đấy thì anh em phải để ý, vì là sao, khi anh em nếu mà anh em cứ vẽ một cái tuyến ống gió như cũng như ống nước ấy, là anh em vẽ một cái tuyến ống là khoảng 10 mét, xong anh em vẽ gót giày, vẽ ống nhánh ra, thế thì anh em không quan tâm đến cái khổ chia của cái ống gió, thì anh em cứ vẽ đến lúc khi mà người ta đặt cái ống gió cứ một khổ 120 về, người ta lắp vào, thì tự nhiên là cái có thể chân rẽ của các anh em là sẽ phi đúng vào vị trí bích. Thì nói thật là nếu mà chân rẽ vào phi của bích thì không bao giờ lắp được, tôi khẳng định luôn. Rồi, ok anh. Thế thì cái mà hai anh em hay sai nhất ở cái phần shopping theo anh là đều họ là không đọc kỹ bản vẽ, hay là không hiểu bản vẽ, hay là như nào anh? Cái mà hay sai nhất ấy, thì nhiều là như Cương chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi, có nghĩa là vẽ hệ thống ấy, nghĩa là mình sẽ không để, nhiều khi là không để ý hết là trong cái hệ thống của mình có những cái gì. Đó. Ví dụ tôi đã từng hồi xưa là cầm vai bằng két, thì cũng nhiều cái là nhiều vị trí nó không thể tránh được, không thể nhìn được. Đến khi mà nó gọi là hiện đại hơn tí, thì tôi cũng cầm vai hệ thống với một anh hồi xưa tôi làm về phòng cháy, thì anh ấy làm về điều hòa, anh ấy vẽ ống gió, thì hai anh em đều vẽ là tránh nhau rồi, trong hệ thống đường ống là không bị va vào nhau, nhưng anh em chủ quan là không vẽ support vào, trong khi là hai ống cách nhau hẳn 3 phân ấy, nhưng mà khổ cái là khi lắp support vào thì là cái support nó lại là V5 thì nó là phải 5 phân, thế tự nhiên là hai ống bị va vào nhau, nghĩa là cái support của ống gió lại tùy vào cái ống nước cứu hỏa bất 2 phân, thì bắt buộc là mỗi ông lại phải nhường nhau tí lại dịch đi. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý cho tôi, là nghĩa là mình làm cái gì mình phải để ý hết, nghĩa là hệ thống mình đã đủ chưa, đủ hết thiết bị chưa, và đủ hết rồi thì bắt đầu mình sẽ phải là tập trung vào những vị trí mà giao nhau, còn những vị trí mà nó không giao nhau thì hầu như anh em ít khi sai lắm. Thì những vị trí mà hay giao nhau thì anh em mình phải tuân thủ cái việc mà, và nhiều khi là nếu mà những cái nhà có anh em làm đây, thì có thể anh em có những anh em làm ở tổng thầu, có những anh em làm ở những nhà thầu thi công, thì những nhà thầu thi công thì có thể là mình chỉ thi công về cấp thoát nước chẳng hạn, mình chỉ thi công phòng cháy chẳng hạn, người này chỉ thi công về điều hòa thông gió, thì anh em sẽ rất khó để ngồi với nhau. Và hai nữa là để nói chung là ông nào cũng muốn là mình làm nó dễ nhất, thì cái phần khó thì vẫn biết là ông nào là chịu, thì bắt buộc là phải đấy, bắt buộc là phải có một cái ông gọi là trọng tài, giống như kiểu ông tổng thầu, hoặc là ông cũng đảm nhận cho, đại diện cho chủ đầu tư, là ông ấy đứng ra là ông làm trọng tài. Thế trọng tài thì đương nhiên nó cũng phải tuân thủ những cái quy định mà đề ra ban đầu, thì lúc đó thì anh em mới có thể triển khai và vẽ shop thành công được. Còn nhiều anh em ấy là có nghĩa là đấy, tôi nói là anh em phải hiểu là thi công lắp đặt cái đấy như thế nào thì anh em mới có thể vẽ được. Nhiều anh em tôi thấy là anh em vẽ xong ra chả biết là phải lắp như thế nào, cũng chả nhiều công nhân người ta đọc bản vẽ xong người ta bảo
không hiểu là đang thể hiện cái gì, nên là người ta cũng không thể làm được. Vấn đề là mình phải hiểu nó là, ví dụ anh em cái anh em vẽ, ví dụ vẽ cái support, support bình thường, cái support là cứ support treo bình thường ấy thì sẽ dùng ti hoặc là dùng cái V3, V4, V5 ví dụ thế, hoặc là cái U có thể treo vào, treo lên để đỡ. Nhưng có những vị trí gọi là support đặc thù hơn, ví dụ support gọi là support fix, nên là để tăng cứng hay là để cố định đường ống, thì những cái đó là những cái mà anh em phải để ý vào. Và họ sẽ yêu cầu là trong vòng bao, nghĩa là có những cái tiêu chuẩn quy định là bao nhiêu cái support gọi là support tự do ấy, là support chỉ đỡ thôi, nên là nó có thể support mềm ấy, thì là phải có một cái support tăng cứng, thì đấy nó sẽ có quy định ở từng công trình cụ thể và theo từng size ống hoặc là theo ví dụ tham cáp thì nó cũng thế, nó sẽ quy định ví dụ là 2 hay là 3 cái support tự do thì sẽ có một cái support phải fix cứng. Và anh Tùng Anh này, thì vừa rồi tôi nghe đây anh nói là hai sai ở các cái vị trí giao nhau đúng không? Hoặc là người ta không lường trước được toàn bộ các cái hệ thống. Thì tại sao không đi đến cái giải pháp đó là thể hiện softwaring bằng 3D anh nhỉ? Thì hiện nay là có cái giải pháp nào chưa? Nghĩa là về 3D ấy thì là, thì đúng là nếu mà có anh em nào có thể có thêm kỹ năng về dựng hình 3D, có thể dựng bằng phần mềm Revit hay là có một số phần mềm khác có thể 3D Max, hoặc là như tôi thấy có một cái phần mềm ở bên Nhật nó gọi là CAD để qua, thì những cái phần mềm đấy thì anh em dựng lên thì nó sẽ trực quan và anh em có thể nhìn nó rõ ràng hơn. Thì đương nhiên là cái nếu dựng được 3D nó thì sẽ sống động, giống như là anh em đang ở ngoài công trình thi công thật ấy, thì anh em sẽ nhìn ra những điểm va chạm đấy và xử lý rất là dễ. Ví dụ cái về, nhưng mà tôi thấy nếu mà tôi chưa tìm hiểu sâu về cái 3D Max hay là cái để qua, nhưng tôi cũng biết sơ qua thì cái để qua và 3D Max thì nó thiên về MI nhiều, nhưng mà cái Revit nó là cái là nó cân bằng. Có nghĩa là gì, anh em mà dựng bằng Revit ấy thì anh em có thể kết hợp được với cả những cái phần của xây dựng, anh em có thể dựng chi tiết xây dựng, anh em có thể kết hợp. Bởi vì là trong, như tôi nói ban đầu ấy, là trong cái khi thi công cơ điện ấy thì không chỉ là quan tâm các hệ thống với nhau, mà nó có thể phải quan tâm cả với những cái hệ thống của phần xây dựng. Như có một cái kinh nghiệm mà tôi cũng sẽ nhớ mà nói chung nó giúp tôi rất nhiều, đó là gì? Khi tôi thi công mà một cái công trình mà về xây dựng đã làm xong rồi, thì bên chủ đầu tư mới cấp cho tôi một cái bản vẽ hoàn công xây dựng. Thì trong cái đấy thì ghi kích thước cột là 700x700. Thế nhưng mà khi ra thực tế là tôi vẫn vẽ hoàn shop theo cái bản lền mà người ta gửi. Và vì là cái chỗ cái dự án đấy là trong sân bay Nội Bài, nên là không thể nào mà lúc nào cũng vào ra để mình có thể kiểm tra được và phải có lịch. Thì bắt đầu tôi phải vẽ thì dựa trên cái nền đấy, tôi cũng vẽ cái tủ điện rồi cái tham bằng cáp cách ra là 700. Thế nhưng mà đến khi mà thi công ấy, thì thực ra cái chỗ cột đấy họ lại có một cái hệ thống đường ống gì đó, họ xây một cái hộp kỹ thuật ra thì nó thành 1000. Thế tự nhiên là bây giờ tôi đang tính 700 rồi, thế thành nó lại lên 1000, thì tự nhiên là tôi bị thiếu mất một cái, khi bóc khối lượng thì tôi bị thiếu mất một cái đoạn máng cáp để đi xuống tủ, thiếu mất đoạn 300 đấy. Thế thì tự nhiên là đó là cái mà cũng dễ xảy ra sai sót nếu anh em không quan tâm đến vấn đề xây dựng, hoặc là có thể những vấn đề xây dựng như là anh em lúc làm một cái đường ống mà xuyên từ tầng 2 xuống tầng 1 chẳng hạn, thế anh em không để ý là cứ vẽ trên mặt bằng tầng 2 để nó mở, nhưng mà không để ý đến phần kết cấu chẳng hạn, và cái kết cấu nó có thể hiện là vị trí đấy là dầm hay vị trí đấy là cột, mà anh em không để ý, anh cứ phang xuống thì là điều gì cũng qua dầm qua cột thì là cũng không thể là thi công được. Tôi hỏi thêm một câu nữa là ví dụ như là các cái bản vẽ về kiến trúc này hoặc bản vẽ về kết cấu này, thì những anh em cơ điện ấy, thường trong trường đã được trang bị những cái đấy chưa, và ra trường đi làm thì liệu có đọc tốt được những cái bản vẽ đó không ạ? Thực ra mà nói nếu mà các cái trường, ví dụ là trường các trường khác nó không liên quan đến xây dựng, ví dụ như là trường thủy lợi này hay trường công nghiệp này hay là trường bách khoa này, thì anh em sẽ gặp phải vấn đề đấy, thì là anh em sẽ không hiểu được, hoặc có thể nhiều anh em mà không đọc được bản vẽ xây dựng. Thế nhưng nếu anh em mà học đúng ngành HK trong trường xây dựng ra thì khẳng định là bất kể bản vẽ xây dựng nào
trừ cái gì nó quá phức tạp đấy nhá. Còn những cái cơ bản như là dầm, sàn, cột, cửa, như thế là anh em có thể đọc được. Bởi vì sao? Tôi nhớ là đợt đấy là được học về vấn đề, có học cả về môn kiến trúc đấy, và cũng có học về môn kết cấu, thì học kết cấu, có học kết cấu và cũng học ở bê tông, học đến bê tông 1 thì là cũng tính được thép dầm, thép sàn đấy. Nhưng mà nó chỉ học để anh em hiểu được cái cơ bản thôi, chứ không phải là chuyên sâu. Anh em ra, đương nhiên nếu anh em ra mà muốn đi làm theo cái đấy, anh em học thêm một chút nữa về chuyên sâu về xây dựng, anh em cũng có thể làm được. Thế nhưng mà mình đã học trong ngành HK rồi thì thực ra mà nói là anh em mình không chuyên về xây dựng ấy. Và trong khi trường xây dựng một năm 10 lớp xây dựng không, anh em mà ra ấy thì thị trường công việc làm anh em sẽ bị thu hẹp lại. Thế nhưng mà anh em mà làm thì cơ điện học HK ra thì cứ làm, anh em làm đúng trong cái ngành HK mà đi chuyên sâu vào nó, thì thực sự nói là cái ngành HK bây giờ tôi rất nhiều những người bạn và những người anh đang nhờ tôi tìm cho các kỹ sư cơ điện, nhưng mà thực sự rất khó, bởi vì lượng đào tạo rất ít mà kỹ sư để làm được việc cũng không phải nhiều. Thế nên là anh em mà nếu mà học trong ngành xây dựng thì khẳng định là có thể đọc được và để xây dựng để có thể kết hợp hệ thống cơ điện với xây dựng được. Nhưng anh em mà trong các cái trường khác mà liên quan học đến ngành cơ điện đấy thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Ok, tôi hiểu. Nhưng mà tôi thấy thực trạng là đọc thì đọc sơ bộ thì có thể đọc được, những cái cơ bản thì ok, nhưng mà tôi thấy để hiểu sâu chi tiết về các bản vẽ thì tôi thấy nhiều anh em cũng còn rất là lúng túng. Nên nó mới có cái thực trạng là ra là bản vẽ kiến trúc kết cấu với cơ điện là nó đá hết cả nhau lên, đúng không anh? Anh thấy cái thực trạng này nó đá nhau giữa hai bộ, các bộ môn đấy nó có nhiều không? Cái đấy thì nhiều, có rất là nhiều. Ví dụ là nhiều khi mà những vấn đề là gì, vấn đề tôi nói là cái giống như nếu cơ điện ấy thì có kỹ sư cơ điện trưởng ấy, nghĩa là gì, là người ta cầm kết hợp tất cả các bản vẽ vào thì nó sẽ không va chạm. Thế nhưng như nãy vừa có một người hỏi câu hỏi là nếu mà học kỹ sư cơ điện ra ấy, thì chỉ là kỹ sư trưởng quản lý về cơ điện thôi, chứ không thể nào làm quản lý chung dự án cả xây dựng. Nhưng cái đấy là không phải đâu, vẫn có những người là kỹ sư cơ điện có thể là quản lý cả một dự án được, kể cả liên quan đến xây dựng, vì là cái người quản lý không phải là một người chuyên môn giỏi, khẳng định các bạn luôn. Vì là nếu mà ông đầu tư vào một cái việc để ông làm cho nó giỏi việc đấy thì các việc khác ông sẽ bỏ bê ngay, không được. Vấn đề là cái việc tổng quan thôi. Thì chính vì thế mà cái muốn là không bị va chạm với lại xây dựng hay kiến trúc thì lại phải có một cái người gọi là kỹ sư trưởng ở đấy, người ta nắm bắt được tổng thể và người ta phải có sự kết hợp các hệ thống với nhau. Và cái việc đấy là gì, việc đấy phải bao giờ thế phải diễn ra và anh em phải thực hiện nó trước khi mình bắt tay vào mình thi công với công trường. Chứ còn nếu mà thi công với công trường rồi bắt đầu va vào nhau, bắt đầu mới bảo là ô cái chỗ này nó va, bắt đầu về ngồi thảo luận với nhau để tìm giải pháp xử lý thì đúng lúc đấy thì cũng chịu thôi, lúc đấy phải tìm giải pháp xử lý mang tính chất là gọi là xử lý tạm thời, hoặc có thể là gọi là vì là đâm đau phải theo lao thôi. Chứ còn nếu mà thử nó không, sẽ không phải là giải pháp tối ưu, lúc đấy là gọi là mang tính chất là không thì chữa cháy thôi. Chứ còn nếu mà chuẩn bị được bản vẽ tốt mà làm từ lúc đầu thì sẽ thuận lợi cho anh em thi công, mà thứ nhất là đỡ mất thời gian, thứ hai là không bị tốn kém vật tư vật liệu. Vâng, vừa rồi thì anh Tùng cũng nói đến cái giải pháp là 3D ấy, đúng không ạ? Thì các bạn có thể xem cái video trên YouTube của tôi, bạn lên trên YouTube tìm kênh là Lương Trader thì bạn sẽ xem video là xu thế trong ngành xây dựng ấy. Thì tôi có cái nói cái sử dụng phần mềm Revit ấy, nói riêng và công nghệ BIM nói chung ấy, xong nó sẽ kết hợp tất cả các cái bộ môn trên một cái mô hình 3D, và trong cái mô hình đó sẽ có đầy đủ các thông tin công trình đấy. Và khi mà người ta chia sẻ cái mô hình thông tin công trình đấy thì các bên nó đều được dồn vào để tham vào mô hình công trình đấy, thì kể cả trong các cái giai đoạn khác nhau, từ giai đoạn thiết kế, giai đoạn thi công đến giai đoạn bảo trì và bảo dưỡng đấy, thì hầu như là sẽ không có cái xung đột giữa các cái bộ phận và các bộ môn với nhau. Thì các bạn có thể tham khảo cái video đấy ở trên YouTube, kênh YouTube của tôi. Và trên đến đây chương trình nó cũng kết thúc rồi, thì anh Tùng có thể tổng kết lại cho tôi một vài lời khuyên hay là một vài kinh nghiệm của anh đã làm trong cái ngành cơ điện này đối với những anh em mà mới khi họ bước chân vào cái nghề, cần những cái yếu tố theo anh là cần những cái yếu tố gì, thì anh có thể đưa ra một số lời khuyên để tổng kết lại cái buổi livestream ngày hôm nay không?
nghĩa là khi mà một người kỹ sư mới hoặc là có thể những người mà muốn chuyển sang làm cơ điện ấy, mà muốn nó thể tiến nhanh được, thì đầu tiên là anh em phải có sự hăng hái và nhiệt tình. Nghĩa là khi mà mình hiểu được về nó rồi ấy, và mình muốn cái gì thế, mình muốn giỏi nó, mình yêu thích nó. Nếu anh em không yêu thích thì anh em sẽ không có chí gọi là ham học hỏi, thì anh em sẽ không thể phát triển được. Còn khi anh em làm thì theo tôi thấy là mình khi mà được giao việc gì, đầu tiên là mình không nên ngại vấn đề gì cả, mà mình cứ phải làm lên, bởi vì mình càng làm nhiều, mình càng biết nhiều, thì cái gì nó cũng có mang lại cho mình. Có thể là khi giống như tôi, có thể là làm một cái dự án nó có thể là không thành công, nhưng mà không thành công về mặt dự án của công ty, nhưng nó lại thành công cho chính bản thân mình, là mình có thể rút được nhiều cái kinh nghiệm, thì cái việc đấy là mình không nên ngại khó ngại khổ. Còn về việc cơ điện này, anh em khi ra trường ấy thì nên nhớ cái là khi mình phải xác định, nghĩa là khi ra trường mình xác định là mình làm ở vị trí nào, ví dụ như là vị trí là kỹ sư giám sát này, hay vị trí kỹ sư thiết kế, hay vị trí kỹ sư vẽ bản vẽ shop này, hay là vươn hơn nữa là một vị kỹ sư trưởng của cơ điện chẳng hạn, thì anh em phải định hướng sẵn ngay từ đầu. Nhưng mà theo tôi thì kinh nghiệm của tôi thôi, còn có thể với anh em thì có thể là áp dụng khác nhau, tại vì tùy vào điều kiện mỗi người. Thì tôi quan điểm của tôi là tôi dự kiến là định hướng từ đầu của tôi là tôi sẽ trở thành một cái người tư vấn thiết kế về lĩnh vực cơ điện. Thì nhưng mà không phải là ra trường cái là tôi theo ngay cái việc thiết kế, mà là tôi muốn xuống công trường. Thì như anh em nói, tôi kể nói từ đầu là tôi xuống công trường thì đầu tiên tôi làm để biết được người công nhân người ta làm thế nào, lắp đặt cái này ra làm sao, tốn bao nhiêu công sức như thế nào. Thế đó là sau khoảng thời gian cái gì thế, nó có một bước nhảy. Thì sau một khoảng thời gian được thi công với công trường, thì qua những cái vị trí tôi đã trải qua rồi, thì tôi có một cái lượng kiến thức thực tế nhất định, bắt đầu tôi mới dám quay trở lại, tôi về văn phòng của một công ty tôi làm về thiết kế. Thì bắt đầu tôi mới tìm hiểu là cái hệ thống này, muốn thiết kế được hệ thống này cần những cái gì. Và lúc đó thì tôi mới quay trở lại thiết kế, và khi thiết kế và thì cái qua đoạn đấy, cái thiết kế của tôi sẽ mang tính thực tế hơn những người mà chỉ ngồi đơn thuần thiết kế từ đầu, bởi vì họ sẽ không hiểu là ở dưới công trường cái này sẽ thi công nó đặt ra làm sao, nên là họ cứ vẽ thôi. Thế còn nhưng mà khi mình hiểu rồi thì mình có thể là lường trước được, và mình có thể cảnh báo trước được, thì mình và thiết kế của mình sẽ mang tính thực tiễn cao hơn. Thì đấy là cái kinh nghiệm của tôi. Còn anh em làm gì thế thì là mình qua đoạn đấy phải thứ nhất là có sự tập trung, thứ hai là phải có cái sự ham học hỏi và nỗ lực. Chứ nhiều khi với mình, tất nhiên là về chuyên môn của mình có thể mình biết nhiều hơn, biết sâu hơn, nhưng nhiều khi có những kiến thức những anh mà không chuyên ngành mình luôn, ví dụ nhiều anh là làm về quản lý dự án và chỉ huy trưởng của các cái công trình mà anh làm về, có thể có những cái khía cạnh về cơ điện các anh có thể nắm sâu hơn mình ấy, thì mình cũng nên học hỏi các anh. Thì vì mình học hỏi là gì, giống như anh Nhung nói là sẽ học hỏi được cái góc nhìn của một người không phải trong chuyên ngành cơ điện, người ta nhìn nhận cái vấn đề như nào, và qua đó thì nó có cho mình mở mang thêm những cái sáng tạo mới, để làm sao để có mình có thể là có những cái phát minh hay những cái sáng tạo hơn trong công việc của mình, thì như thế mình sẽ có chỗ đứng hơn. Ok, cảm ơn anh Tùng. Thì tôi có tổng kết lại ý của anh như này. Thứ nhất là các bạn phải lăn xả các cái vị trí khác nhau nếu các bạn muốn thành công, để chúng ta nắm được cái bức tranh tổng quan, nắm được các cái chi tiết của các cái thành phần công việc, các cái giai đoạn khác nhau trong công việc, đúng không? Sau đó là anh ấy quên, đó là bạn lên ra trường thì có thể là lên làm ở vị trí là thi công trước, để các bạn hiểu thực tế ở công trường như nào, sau đó có thể là lên cái vị trí về thiết kế đấy, hoặc là từ thiết kế cho bạn nhảy xuống thi công thì lúc đấy là càng chuẩn xác hơn, đúng không? Đó, thì đấy là ý của anh ấy. Còn rất là nhiều các cái chia sẻ khác để thành công trong nghề, thì đây gọi là cái chung là để làm sao để thành công trong nghề xây dựng, thì các bạn có thể lên trên YouTube tôi có một cái video gọi là cái tam giác vàng thành công trong nghề xây dựng, thì các bạn có thể xem cái điều đó. Thì nó không chỉ áp dụng trong mỗi cái nghề xây dựng mà áp dụng tất cả các cái ngách khác trong cái ngành xây dựng này, đúng không? Không chỉ về xây dựng mà cả cơ điện nữa.
đúng không anh Tùng? Đó, thì video livestream ngày hôm nay thì đến đây kết thúc. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi có thể giúp ích cho anh em. Thì thời gian tới thì có thể mời anh Tùng đến chia sẻ các cái chủ đề chuyên sâu hơn nữa. Hôm nay thì thời lượng hạn chế, chỉ chia sẻ được những cái vấn đề chung thôi. Đó, còn đâu những cái gì mà nó chuyên sâu liên quan đến yếu tố về kỹ thuật chuyên ngành thì tôi sẽ mời anh Tùng, anh sẽ làm cái video chuyên sâu miễn phí để up lên trên kênh YouTube cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em.